Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ và xúc động trước quà cưới của bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung. Bà Phạm Kim Dung tặng quà cưới cho hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là một cây vàng. Bà trùm hoa hậu xúc động chia sẻ, cô con gái đầu lòng, niềm tự hào của mẹ Dung đã tìm được hạnh phúc đời mình. Là một trong những đám cưới được mong chờ nhất tháng 10, tiệc cưới của Hoa hậu Việt Nam 2016 được nhiều sao Việt, hoa hậu, á hậu đến tham dự. Đặc biệt, bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung, dù bận rộn với rất nhiều lịch trình công việc nhưng cũng đã bay ra Hà Nội để tham dự ngày vui của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Phạm Kim Dung là CEO của công ty cổ phần giải trí Sen Vàng, công ty hoạt động chuyên về mảng truyền thông. Cô được biết đến với biệt danh bà trùm hoa hậu vì là người đứng sau hàng loạt những cuộc thi hoa hậu lớn ở Việt Nam. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài kinh doanh lão làng, Phạm Kim Dung đang là nhân vật có quyền lực trong giới truyền thông Việt Nam. Trên mạng xã hội, CEO Phạm Kim Dung đã đăng tải clip món quà dành tặng cho Đỗ Mỹ Linh kèm lời nhắn nhủ, cô con gái đầu lòng. Niềm tự hào của mẹ Dung và đại gia đình Sen Vàng đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Đỗ Mỹ Linh là nàng hậu tài sắc vẹn toàn của làng giải trí. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi hội tụ nhan sắc xinh đẹp và học vấn đáng nể. Trong lúc đương nhiệm, cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và xây dựng cho bản thân hình ảnh nàng hậu ngoan và sạch. Bên cạnh đó, Đỗ Mỹ Linh còn lấn sân ở lĩnh vực MC và đang là biên tập viên tại phòng tin tức, ban thể thao, đài truyền hình Việt Nam. Trong khi đó, Đỗ Vinh Quang là thiếu gia của nhà Bầu Hiền. Anh từng du học ở Anh và nhậm chức chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội khi chỉ mới 25 tuổi. Ngoài ra, Đỗ Vinh Quang còn là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty thương mại dịch vụ. Sở hữu cổ phiếu lên đến hàng chục tỷ ở EHB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong thời gian hẹn hò, Mỹ Linh và Vinh Quang vô cùng kín tiếng. Cho đến khi hôn lễ chuẩn bị diễn ra, cả hai mới lên tiếng xác nhận. Cặp đôi được nhiều người khen ngợi là quá xứng đáng để dành cho nhau.